Thời gian vừa qua, cùng với việc giá cả xăng dầu liên tục tăng cao, người tiêu dùng đang có xu hướng chuyển sang sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường. Với những ưu điểm như giá cả phải chăng, kiểu dáng trẻ trung và đặc biệt là không gây ô nhiễm, xe đạp điện đang ngày càng trở thành sự lựa chọn của nhiều người. Xuất hiện ở Việt Nam vào khoảng năm 2006-2007, xe đạp điện ngày càng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn, đặc biệt là giới trẻ như học sinh, sinh viên, bởi những ưu điểm của nó như là vì sự nhỏ gọn, kiểu dáng trẻ trung, hợp với vóc dáng của nhiều người, giá cả thì tương đối phải chăng. Và đặc biệt là khi sử dụng xe đạp điện làm phương tiện di chuyển, thì người đi xe đã tiết kiệm được tối đa chi phí đi lại so với xe máy. Bên cạnh đó, loại hình phương tiện này còn được đánh giá là rất thân thiện với môi trường. Mình đi học thì cũng muốn di chuyển ở quãng đường ngắn thôi, vậy là cũng muốn là chọn một cái loại hình xe đạp điện thì nó phù hợp hơn. Vì ra xe máy thì bây giờ giá xăng tăng cao thì cũng là một cái rào cản khá lớn khi mà mình di chuyển. Hơn nữa thì xe đạp điện thì bây giờ cũng có nhiều kiểu dáng và nhiều mẫu mã, màu sắc cũng rất là tin, khá là phù hợp với. Do tôi chọn xe đạp điện để cũng đang xem xét rất nhiều hãng rồi, cũng định để mua một cái cho mình. Thứ nhất là nó là tôi đi làm nó rất là gần, công việc thì nó cũng rất là nhẹ nhàng, cơ quan thì là nó gần cận như vậy, tôi muốn mua một cái xe đạp để vừa thỉnh thoảng là đạp để cho nó rèn sức khỏe. Cái thứ hai là tôi cũng thấy tiện ích là về kinh tế, xăng về giá cả thì rất là cao. Thứ hai là đến cơ quan thì xe cộ cũng để lại rất là chật, nên là tôi muốn nó nhỏ gọn. Ngoài đối tượng là học sinh, sinh viên, những người trẻ tuổi, xe đạp điện còn phù hợp với đối tượng là cả những người già. Với khả năng di chuyển như một chiếc xe máy, nhưng xe đạp điện lại dễ sử dụng hơn rất nhiều. Và đó chính là lý do vì sao tại các tuyến phố như Bà Triệu, Tôn Đức Thắng hay Tây Sơn, những cửa hàng bán xe đạp truyền thống trước đó nay đã bổ sung thêm một gian hàng dành cho xe đạp điện. Có đủ các loại xe của các hãng như Honda, Yamaha, Bridgestone, Hakkabai để cho người tiêu dùng lựa chọn với giá dao động từ 5 đến 15 triệu đồng trên một chiếc tùy loại. Theo các chủ cửa hàng, trong quý 1 năm 2013, lượng xe bán ra đã tăng mạnh, dao động từ 15 đến 20 chiếc trên một tháng, cao gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đối tượng người sử dụng xe đạp điện hiện nay là giới học sinh, sinh viên này, giới văn phòng rất là nhiều. Họ dùng để thay đối với dân văn phòng, họ có thể sử dụng thay cho xe máy để đi lại hàng ngày. Còn học sinh thì dùng để thay cho đi xe đạp bình thường. Hiện nay trên thị trường có hai dòng xe chính là xe chạy bằng ắc quy và xe chạy bằng pin. Dòng xe chạy bằng ắc quy mỗi lần nạp điện có thể chạy được từ 30 đến 40 km, giá từ 8 đến 12 triệu đồng. Xe chạy bằng pin tiện lợi hơn, chỉ cần sạc từ 7 đến 8 tiếng là có thể chạy được 60 đến 80 km, giá dao động từ 9 đến 20 triệu đồng. Ngoài ra hiện nay trên thị trường còn xuất hiện dòng xe chạy bằng pin lithium, vừa kéo dài thời gian sử dụng lại vừa rút ngắn thời gian sạc pin là chỉ cần từ 5 đến 6 tiếng. Lợi ích xe đạp điện đã rõ ràng, nhưng để đầu tư và lựa chọn một chiếc xe đạp điện là điều không phải dễ. Do vậy, để phát huy tối đa công dụng của loại xe này, cũng như giúp xe được bền lâu, người tiêu dùng cần nhiều lưu ý khi sử dụng. Để tuổi thọ của xe có thể bền lâu thì, theo tôi thì mình nên, thứ nhất là quan tâm đến pin ấy. Về vấn đề sạc pin thì mình nên sạc theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ấy. Và vì cái sạc pin này nó cũng ảnh hưởng nhiều đến tuổi thọ của pin ấy. Và thứ hai là khi sử dụng xe thì mình nên sử dụng, mình đi thì mình đi với tốc độ vừa phải thôi, và không lên ga đột ngột hay như nào thì nó tiêu hao nhiều điện, nó cũng ảnh hưởng đến pin. Khi mà trời mưa ấy, thì mình nên hạn chế sử dụng xe, hoặc nếu mà mình đã sử dụng rồi thì đến lúc về thì mình nên lau chùi sạch sẽ và cho khô để làm tránh nước nó bắn vào những bộ phận liên quan đến điện. Ngoài việc thực hiện theo những lưu ý từ phía nhà sản xuất, người tiêu dùng cũng phải biết cách tự bảo vệ mình bằng cách đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe đạp điện và tuân thủ đúng theo luật lệ an toàn giao thông.